tới mà quay lại. Đây chứ sao, như cây nhóm gốc đứt gãy rồi, sao dạ. Tay tước trong đầu khớp rồi. Chứ nó không phải là nó gãy ha. Không. Như cây nhóm gốc rồi, không có đứt gãy, bao khớp rồi đứt ra là bây giờ nó bắt cho nó liền lại. Dạ. Gãy không có đi được. Sao gãy dạ. Không có đi được thế. Dạ.
Đó là dị ứng thức ăn. Đi ra tới ngoài đây luôn. Cái chữ không đọc luôn. Sao thấy trời? Dữ dữ vậy. Năm ngày nữa là tới khá hả? Cái đam chết mẹ.
Yeah.
Chưa chiều rồi đòi ăn. Chiều chiều mới nói bụng. Gậy đi cái gì dữ vậy, nhiều quá vậy, lên đi. Tiền bạc tiền chiến nữa trả luôn ha, tiền chiến nữa là rồi.
không héo vậy đó. Vậy hả? Mùi sao